Việt Nam đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiến tới xem COVID là bệnh đặc hữu, trong lúc số ca nhiễm hàng ngày vượt 125.000 ca. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 3 tháng 3 yêu cầu Bộ Y tế tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, truyền thông nhà nước loan tin. Xem COVID là bệnh đặc hữu, nghĩa là một bệnh lý chuyên khoa truyền nhiễm thông thường. Có ý kiến cho rằng với số ca nhiễm tăng nhanh như hiện nay thì việc này cần thêm thời gian. Báo nhà nước dẫn lời giới chuyên môn nói, lý do để Việt Nam xem COVID là bệnh đặc hữu bao gồm có độ bao phủ vaccine cao, các ca nhiễm hiện nay chuyển nặng và tử vong không cao, dù Việt Nam đang khan hiếm nghiêm trọng về bộ xét nghiệm, thuốc điều trị, nhân lực y tế. Bộ Y tế hôm 4 tháng 3 cho hay, trong 24 giờ qua, ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên gần 4 triệu người và 40.647 ca tử vong. Vẫn theo Bộ Y tế, số ca bệnh nặng và tử vong đang giảm. Việt Nam nói tới nay nhận được 218 triệu liều vaccine COVID và đã tiêm gần 202 triệu liều cho dân.